Đối với huấn luyện viên Chu Xie, vòng loại giải U23 châu Á 2024 là bước đi rất quan trọng vì sẽ mở ra cơ hội để Việt Nam nghiêm túc cạnh tranh cho một suất dự Thế vận hội Paris 2024. Với những thành phần cầu thủ không quá giống nhau, chỉ trong vài tháng vừa qua, đội U23 Việt Nam do ông Chu Xie dẫn dắt đã giành huy chương đồng SEA Games 32, còn đội U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã bảo vệ thành công chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Công thức lựa chọn nhân sự của hai đội đều có điểm chung, thay những cầu thủ trẻ không có khả năng phát triển bằng những nhân tố trẻ hơn, có tài năng và khát khao lớn hơn. Việc đội U23 Việt Nam vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á với nhiều cầu thủ còn rất trẻ là minh chứng sống động cho chiến lược trẻ hóa toàn diện mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF cùng huấn luyện viên Chu Xie, Hoàng Anh Tuấn thiết lập là hoàn toàn đúng đắn. Vòng loại bảng C giải U23 châu Á 2024 thi đấu từ ngày 6 tháng 9 sẽ là khởi đầu cho câu hỏi mới. Cuộc cách mạng của ông Chu Xie sẽ giúp bóng đá Việt Nam cất cánh và bay xa đến đâu? Ông Chu Xie đặt ra những mục tiêu lớn. Câu trả lời đó chính là vòng loại World Cup 2026 và vòng chung kết U23 châu Á 2024 nơi 4 đội vào bán kết sẽ đoạt vé dự Olympic Paris 2024, đội thứ 5 đá playoff với đại diện châu Phi. Ông Chu Xie muốn Việt Nam vào đến vòng chung kết U23 châu Á 2024 và nếu điều này thành hiện thực, bóng đá Việt Nam sẽ có lần thứ 5 dự vòng chung kết giải này. Từ đó nhắm đến sân chơi cao cấp hơn là Olympic. Bình luận viên Huỳnh Sang đánh giá, đội U23 Việt Nam từng vào đến trận chung kết U23 châu Á 2018 và có mặt ở bán kết ASEAN 2018. Độ tuổi U23, tính ổn định của cầu thủ vẫn chưa cao, kể cả ở những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Vì vậy phải chuẩn bị thật tốt. Cơ hội để Việt Nam dự Olympic thông qua vòng chung kết U23 châu Á là có, nhất là ngoài 4 tấm vé ở bán kết còn một suất playoff. Nhưng trước hết chúng ta phải chinh phục được vòng loại U23 châu Á 2024. Đội tuyển U23 Việt Nam hội đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi đăng cai bảng C vòng loại U23 châu Á trên sân nhà ở Phú Thọ, chúng ta sẽ gặp đội U23 Guam ngày 6 tháng 9, gặp U23 Yemen ngày 9 tháng 9 và gặp U23 Singapore ngày 12 tháng 9. Nhân sự của đội đang hội tụ những cầu thủ giỏi nhất Việt Nam ở lứa tuổi này như Tuấn Tài, Văn Khang, Thái Sơn, Thanh Nhàn, Minh Trọng. Nhưng để đạt được mục đích đề ra, ông Chu Xie đưa đội U23 Việt Nam vào cuộc cạnh tranh dữ dội. Không ai dám chủ quan bởi nguy cơ mất suất có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Ông Chu Xie đang thôi thúc U23 Việt Nam tăng tốc nâng cấp trình độ, không chỉ để đánh bại 3 đối thủ ở vòng loại U23 châu Á, đều đến từ nền bóng đá xếp dưới Việt Nam trong bảng xếp hạng FIFA, mà để có thể ganh đua ở cấp độ châu lục. Bình luận viên Huỳnh Sang nhận định, ông Chu Xie đang tạo ra hiệu ứng tích cực, giúp các cầu thủ trẻ thêm bản lĩnh, tự tin ngoài việc chất lượng kỹ chiến thuật ngày càng được cải thiện. Khoảng cách trình độ và sự phân hóa của bóng đá châu Á không còn vời vợi như ngày xưa. Chúng ta đang mạnh lên, dần có những kết quả bất ngờ trước những đội trẻ của các nền bóng đá top 10 châu lục. Còn nhớ ở ASEAN 2014, U23 Việt Nam từng thắng Iran 4-1 để lọt vào tứ kết, 4 năm sau chúng ta đánh bại Nhật Bản, Bahrain, Syria để góp mặt ở bán kết ASEAN 2018. Rõ ràng, đặt ra mục tiêu dự Olympic thông qua giải U23 châu Á là cái đích ngắn hơn, có tính khả thi cao. Trong bóng đá cần đạt mục tiêu gần để nhắm cái đích xa. U23 Việt Nam đã 2 lần vô địch U23 Đông Nam Á, từng vào sâu tại giải U23 châu Á và ASEAN nên tiến thêm một bước nhắm đến Olympic cũng là bước đi cần thiết để hướng đến mục tiêu trọng đại hơn là World Cup 2026.